Thưa quý vị và các bạn, trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, môi trường được đánh giá là một trong những tiêu chí khó, đặc biệt là chỉ tiêu về thu gom, xử lý chất thải. Với đặc thù địa bàn Tây Nguyên, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, việc triển khai thực hiện các giải pháp về thu gom và xử lý rác thải còn gặp nhiều khó khăn. Hiện chỉ có những địa phương vùng ven, trung tâm, giao thông thuận lợi mới tổ chức thu gom tập trung. Còn lại, mỗi địa phương có cách làm khác nhau hoặc vận động nhân dân tự xử lý rác thải tại nhà. Tưới một lượng dầu lên rác rồi đốt, nhưng lửa cháy chưa bao lâu lại tắt. Chỉ còn lại mùi khói khét lẹt bốc lên âm ỉ cả 4-5 tiếng đồng hồ. Rác cũng chẳng vơi đi bao nhiêu. Không đốt cũng hôi, mà đốt rồi thì cả mùi rác lẫn mùi khói quyện với nhau bốc lên nồng nặc. Biết vậy, nhưng những hộ dân nơi đây cũng chẳng biết phải làm sao. Nói chung là hắn hôi nhiều lắm. Nói chung mình đốt lên này, ví dụ mình không đốt là hắn thấy hôi này, lung tung phòm mới hết ạ. Nói chung rác nào cũng có mà. Nói chung họ làm thùng rác chỗ đây là nói chung là không được, gần nhà quá. Trước kia, khi dọc tuyến đường thôn 1, xã Gia Xia chưa bố trí các bể thu gom rác di động như thế này, hầu hết rác thải sinh hoạt được từng hộ dân tự xử lý theo nhiều kiểu khác nhau. Khi những bể thu gom bắt đầu được bố trí dọc khu dân cư, tình trạng vứt rác bừa bãi đã phần nào được hạn chế. Người dân thu gom rác bỏ vào trong các bể chứa và tự xử lý bằng phương pháp đốt. Vào mùa khô, cứ 2-3 ngày, các hộ lại đốt rác trong các bể chứa một lần. Rác được xử lý kịp thời và không bị tồn đọng, nên về cơ bản, những bể chứa này đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi bước vào mùa mưa. Rác trong các bể chứa ngập ứ nước không thể đốt. Rác tồn đọng lâu ngày, người dân lại loay hoay với vấn đề ô nhiễm môi trường từ chính các bể chứa này. Thì mùa mưa thì nó cũng ứ như vậy. Thì nó ứ như vậy đấy, đâu có nó đầy lên. Xong nó xốp xuống giữa thôi. Chứ có ai đổ cho đâu. Làm đây mất tiện lắm. Nhiều nhà người ta múc đi hết rồi. Chỉ có nhà em còn để đây đó. Để xung quanh đây. Rác cứ mang về đổ. Nói chung là thịt, cái gì nhà lòng, vịt, lòng gà thì người ta cứ bỏ vào, người ta cứ mang về đây. Dục cho nên là mới thối om sòm lên. Chú, mấy bữa nó thối khiếp luôn. Tôi bây giờ là không biết là thối cái gì, thành ra là thối cái bể đây. Thối lắm. Cũng thỉnh thoảng cũng bất tiện đấy, ở thế này nó đốt ra, nó ra chỗ này, nó ra lung tung, nó dơ giấy ấy. Cũng thỉnh thoảng cũng phải bốc, phải bê đi chỗ khác đi ạ. Cứ lôi ra để nó khô, khô xong rồi mang cái đốt cho khác. Bởi vì nó nhỏ qua cái này nó không tiêu được. Có thể nói, bể chứa rác bố trí tại khu dân cư ở các thôn làng vùng sâu vùng xa, trước hết đã phát huy hiệu quả trong công tác thu gom, xử lý rác thải ở nông thôn vào mùa khô. Hơn nữa, điều này cũng phần nào tạo ra thói quen thu gom rác của người dân. Vậy nhưng, khi việc triển khai vẫn còn đang gặp nhiều bất cập, thì rõ ràng phương án này chưa mang lại hiệu quả bền vững cho môi trường khu vực nông thôn. Còn đây là một trong những điểm tập kết rác tự phát quen thuộc của người dân thôn 1, xã Gia Xia. Vào mùa mưa, rác ở bể thu gom không đốt được. Người dân lại tiếp tục vứt rác tại đây. Không ai thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển hay xử lý, nên mỗi khi mưa lớn, lượng rác lớn chưa bị đốt trôi theo dòng suối, xuôi về các hồ chứa nước phía hạ lưu. Người dân ở đây cho biết, tình trạng này đã tái diễn từ lâu. Đổ rác trôi theo mương suối cũng đã trở thành một thói quen của nhiều người. Không có cái đội đến gom rác cho thôn thì nó cũng bất tiện cho người dân. Như vậy là gọi là gom rác lại, để lại thì nó một số hộ gia đình nó cũng không đốt được. Thì thứ hai nữa là nó cũng gọi là gây ra ô nhiễm ở xung quanh dọc mương đường đi. Thôn của chúng tôi thì thấy như thế thì nhắc nhở các hộ gia đình phải cố gắng như là gom lại, có thể là đốt hoặc như là mình đào hố như là vứt xuống chỗ đấy rồi là để nó ổn định một cái khu rác không là trôi vừa vải xuống dọc mương đường đi. Đến cái mùa mưa thì như vậy là nó cũng bất tiện, như là các hộ gia đình không có cái bồng bi á thì nó vứt xuống thì nó cũng tắc lại như vậy theo cái dọc đường. Nếu mưa xuống thì nó mới trôi đi được.
Còn nếu không mưa xuống thì tắc ạ. Về nó tắc. Tương tự thôn 1, ở làng Lung, xã Gia Xia, đã nhiều tháng nay, rác thải tại những bể thu gom rác của thôn dù đã đầy ứ nhưng không thể đốt. Bể không thể chứa thêm rác, cũng không thể đốt đi. Các hộ dân lại bắt đầu tự gom rác rồi tự xử lý bằng các hình thức khác nhau. Có cái thùng rác này bà con cũng ít phần về thuận lợi, thì nói chung thì bà con được có cái thùng rác để mà bỏ rác, không bị xả rác bậy bạ này kia. Nhưng mà đối với khó khăn thì hiện nay thì bể đã bị đầy và lại ướt mà không đốt lại không cháy, nên bà con cũng rất là lo, không biết tiêu hủy rác ở đâu hoặc là di dời ở đâu. Câu chuyện bể thu gom rác di động phần nào cho thấy công tác thu gom và xử lý rác thải tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Khi những khó khăn này chưa được xử lý triệt để, thì những bao rác sinh hoạt ở các thôn làng sẽ lại tiếp tục trôi theo dòng suối như ở thôn 1, hay thậm chí là nằm chễm chệ ngay ven các tuyến đường liên thôn, liên xã, các khu vực vắng dân cư như thế này. Thưa quý vị và các bạn, vì chưa có cái dịch vụ thu gom rác thải, cho nên là những cái bãi tập kết rác tự phát như thế này thì thường xuất hiện rất là nhiều ở cái khu vực nông thôn, mà đặc biệt là ở những cái khu vực mà vắng người, ngay bên lề đường và ít dân cư đi lại. Và đây là một trong những cái bãi tập kết rác tự phát ở cái làng Rắc thuộc xã Gia Xia, huyện Sa Thầy. Và chính quyền địa phương ở đây thì mặc dù đã có rất là nhiều lần huy động lực lượng để mà thu gom những cái bãi tập kết rác như thế này, nhưng mà một thời gian ngắn sau thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Và đây cũng là một trong những cái khó khăn chung của rất là nhiều địa phương khi mà thực hiện cái tiêu chí môi trường trong cái xây dựng nông thôn mới. Cái rác này thì do ai vứt ở đây vậy ạ? Hết trong hàng ai đông rác thì người ta chở vứt đây, một số nó vứt ở chỗ chuối. Tại sao mình lại vứt rác ở đây ạ? Biết nữa, nhờ vứt cho nhà không có chỗ vứt thì vứt ở đây, nó lâu lâu thì đông thì dân quân vô đốt, dọn đốt. Có bao giờ mình được nghe người ta tuyên truyền là không được vứt rác bừa bãi ở các cái khu vực như thế này không ạ? Có chứ, nhưng mà không nghe, dân không nghe mà. Một số nó nghe nó vứt chỗ lấy bò vứt chỗ suối, mọi người nghe nó lấy bò nó vứt đây. Có thể thấy, để đáp ứng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, công tác thu gom và xử lý rác thải tại các thôn làng cũng cần có giải pháp mang tính đồng bộ và bền vững hơn. Đơn cử như tại thôn Gia Đe, nằm ở trung tâm xã Gia Xia, có điều kiện đi lại thuận lợi, có chợ trung tâm xã với lượng rác thải khá nhiều. Trước kia, khi rác chưa được thu gom và xử lý, vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường là nỗi trăn trở của người dân và chính quyền địa phương. Đến nay, sau khi công tác thu gom và xử lý rác thải được tiến hành bài bản, có trách nhiệm, áp lực thu gom, xử lý rác được chia sẻ, thì vấn đề môi trường cũng được giải quyết. Về cái tình trạng ô nhiễm môi trường thì nói chung là so với thời gian trước thì nó là tốt hơn. Đặc biệt là không còn cái tình trạng mà tự đốt rác thải, đặc biệt là các bì bóng, ni lông rồi các thứ là gây mùi khó chịu, ảnh hưởng tới khu dân cư cũng như sức khỏe của người dân. Không còn tình trạng đó nữa. Nên tôi rất vui mừng về cái vấn đề là đặc biệt là thu gom rác thải này, là đặc biệt là hạn chế cái tình trạng mà đốt rác bì bóng, đặc biệt là ni lông. Xã Gia Xia có 7 thôn làng, trong đó ngoài thôn Gia Đe nằm ở trung tâm xã, còn lại có những thôn nằm cách trung tâm xã khoảng 10 km. Hiện tại, chỉ thôn Gia Đe có đơn vị thu gom vận chuyển rác. 6 thôn còn lại, vì chưa được thu gom nên người dân phải tự xử lý rác bằng những hình thức khác nhau. Để giải quyết phần nào vấn đề ô nhiễm rác thải, tiến tới đạt tiêu chí về môi trường nông thôn mới. Cách đây 2 năm, chính quyền xã Gia Xia đã bố trí các bể thu gom rác di động tại 6 thôn chưa có đơn vị thu gom. Tuy nhiên, bể chứa rác hiện tại cũng chỉ giải quyết được phần nào tình trạng rác thải vào mùa khô. Còn mùa mưa thì gần như không phát huy hiệu quả. Về giải pháp sắp tới thì chúng tôi sẽ có những ý kiến và sẽ thực hiện theo cái phương án để xử lý cái mùa khô trong những cái bể rác trong cộng đồng khu vực cách trung tâm, mà không thể mà thu gom với công ty rác của huyện được. Và cái đề xuất thì cũng mạnh dạn đề xuất là
từ cái thực trạng của các bể rác trong cộng đồng như thế, thì chúng tôi cũng đề xuất là các cấp có thẩm quyền nên có một cái khảo sát thực tế để đưa vào cái làm sao đó có một cái giải pháp như đã đề xuất cho cái thu gom rác trong cộng đồng ở những vùng sâu vùng xa khu vực Tây Nguyên, mà những tháng mưa dầm và những bể rác ngoài trời là không bất cập, nó vẫn ứ động rác. Cái vấn đề thứ hai nữa là đối với những cái thôn làng, những cái xã vùng ven, ví dụ như xã tôi là cách trung tâm cỡ khoảng 4-5 cây số, thì những cái làng vùng ven có điều kiện thì đề nghị tiếp tục có cái mở rộng cái hoạt động của công ty thu rác đó, để chúng tôi sẽ vận động nhân dân trên cơ sở là trách nhiệm xử lý rác của các cấp, và nhân dân sẽ đóng tiền hàng tháng để cho cái lượng rác thải trong môi trường nó giảm đi, nó không ảnh hưởng đến môi trường sống chung. Và đây chính là cái mục tiêu để hoàn thành cái tiêu chí về vệ sinh môi trường của khu vực nông thôn. Không chỉ riêng địa bàn xã Gia Xia, huyện Sa Thầy, hiện nay hầu như chỉ có những địa phương vùng trung tâm, ven trung tâm với giao thông thuận lợi mới có đơn vị thu gom rác. Còn những địa phương khác, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, việc xử lý ra sao đối với lượng rác thải phát sinh hàng ngày vẫn đang là thách thức với nhiều địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, môi trường được đánh giá là tiêu chí khó, dễ biến động và phụ thuộc vào ý thức của người dân. Nhưng rõ ràng, để đạt được một tiêu chí dễ biến động như vậy, những giải pháp tình thế hay phụ thuộc vào ý thức của người dân thôi là chưa đủ để có thể tạo ra kết quả bền vững trong đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.